Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Đông Nam Á từ lâu đã được coi là một vùng đệm chiến lược quan trọng hàng đầu của Trung Quốc. Nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy các nước Đông Nam Á gần như bao trọn miền Nam Trung Quốc và đặc biệt là chia sẻ với Trung Quốc một biển Đông đầy sóng gió chính trị. Trong con mắt Bắc Kinh, Đông Nam Á là vùng đất buộc phải kiểm soát được, nếu không phải về lãnh thổ thì phải là về chính trị hay là kinh tế, vân vân. Và việc để bất kỳ đối thủ nào của mình, dù là Nga hay Mỹ, chiếm cứ được sân sau quan trọng này, thì đó cũng sẽ là một thảm họa địa chính trị đối với Trung Quốc. Điều đó lý giải vì sao trong suốt lịch sử cầm quyền của mình, chính quyền Trung Nam Hải luôn nuôi ý đồ bành trướng xuống phía Nam. Nơi mà một khi bình định được, thì họ sẽ có cả một cửa ngõ mênh mông giao thương với thế giới, lại có được một cánh cổng vào được canh phòng cẩn mật, ứng phó được với những mối đe dọa bên ngoài. Đó là lý do vì sao Trung Quốc luôn tìm mọi cách mua chuộc hoặc là gây sức ép với các chính phủ ở Đông Nam Á. Với chính sách cây gậy và củ cà rốt, họ hy vọng rằng nhiều quốc gia đu dây sẽ phải rơi vào bàn tay khống chế của mình vì khiếp sợ uy quyền Bắc Kinh. Thế nhưng mà thực hư câu chuyện này ra sao thì trong video ngày hôm nay, Lê Minh sẽ cùng quý vị tìm hiểu về nó. Vâng thưa quý vị, đây là tiêu đề của một báo cáo được AP đăng tải. Trong bài phát biểu của Thủ tướng Anwar Ibrahim được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại thành phố Melbourne của Úc, Thủ tướng Malaysia đã lên tiếng bảo vệ mối quan hệ với Trung Quốc và phàn nàn về cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh gây áp lực lên các quốc gia trong khu vực để đứng về phía nào, có nghĩa là chọn bên trong các cuộc cạnh tranh chiến lược của phương Tây với Bắc Kinh. Ông Anwar nói, hiện tại, Trung Quốc dường như là nhà đầu tư hàng đầu vào Malaysia và nhấn mạnh rằng người Malaysia không có vấn đề gì với Trung Quốc. Ông cho biết thêm, chúng tôi là một quốc gia độc lập, chúng tôi độc lập quyết liệt, chúng tôi không muốn bị bất kỳ thế lực nào thống trị. Vì vậy, trong khi chúng tôi vẫn là một người bạn quan trọng đối với Hoa Kỳ và châu Âu, cũng như ở Australia, họ không nên ngăn cản chúng tôi trở nên thân thiện với một trong những nước láng giềng quan trọng của chúng tôi, nhất là Trung Quốc. Ông nói trong cuộc họp báo chung với Australia, một đồng minh trung thành của Mỹ. Nếu họ có vấn đề với Trung Quốc, họ không nên áp đặt điều đó lên chúng tôi. Chúng tôi không có vấn đề gì với Trung Quốc. Vâng, như chúng ta đã biết, Malaysia hiện đang nắm giữ chức chủ tịch của ASEAN, mà mục tiêu của ASEAN được mở ra để thực hiện 5 nhiệm vụ này. Một là thúc đẩy hòa bình và ổn định. ASEAN được tạo ra với mục tiêu xây dựng một khu vực hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á, thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Hai là phát triển kinh tế và xã hội. ASEAN đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Ba là tăng cường hợp tác kinh tế. ASEAN cố gắng tạo ra một thị trường khu vực và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên, bao gồm cả việc thúc đẩy thương mại tự do và đầu tư. Bốn là hợp tác vùng lãnh thổ và an ninh. ASEAN cũng tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các vấn đề liên quan đến an ninh và vùng lãnh thổ, bao gồm việc giải quyết các mâu thuẫn biên giới và quản lý tài nguyên tự nhiên chung. Năm là tăng cường hòa bình và hợp tác vùng. ASEAN cũng hướng tới việc tăng cường hòa bình và hợp tác vùng, bao gồm việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Á và cũng như là trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu dựa vào 5 nhiệm vụ này, thì chúng ta đánh giá tuyên bố của Chủ tịch ASEAN và cũng là Thủ tướng Malaysia như thế nào? Trên thực tế, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông đã gây ra rất nhiều tranh chấp với các quốc gia trong khu vực, trong đó tất nhiên là có cả Malaysia. Khi Thủ tướng Malaysia nói, người Malaysia không có vấn đề gì với Trung Quốc, điều đó không có nghĩa là các thành viên của ASEAN đều không có. Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Chủ tịch ASEAN, Philippines cũng là một quốc gia thuộc khối này đã kêu gọi các nước láng giềng trong khu vực cùng nhau mạnh mẽ hơn trong việc duy trì thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang mạnh mẽ theo đuổi các yêu sách lãnh thổ trong khi xung đột với các quốc gia khác. Khách quan mà nói, việc khẳng định quyền độc lập tự chủ và quyền tài phán hoàn toàn là chính đáng và các thành viên ở trong khu vực cũng không muốn có sự bất ổn hay leo thang xung đột ở đây. Cho nên bất kỳ bên nào kích động xung đột ở Đông Nam Á thì đều là sai trái. Việc kiềm chế hành động và tìm giải pháp hòa bình là nỗ lực mà các bên cần phải tính toán. Tuy nhiên, trong vấn đề Biển Đông, thời gian gần đây thì Trung Quốc đã không thèm che đậy giá tâm của mình.
Việc khiêu khích thậm chí manh động đối với Philippines trong những ngày gần đây đáng phải được ASEAN lên án. Ấy thế nhưng trong suốt những năm qua, tranh chấp Biển Đông luôn nằm trong vấn đề nửa vời đối với khối này. Phản ứng yếu ớt và dễ dàng thỏa hiệp vì mục đích kinh tế đã biến khối này trở nên hèn nhát. Mục tiêu của ASEAN hay bất kỳ quốc gia nào đang trong tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông là phải buộc Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chứ không phải gây chiến với Trung Quốc, lại càng không phải là leo thang chiến tranh. Nhưng chế tài hay pháp luật quốc tế không bằng luật do chính phủ Trung Quốc tự đặt ra. Bắc Kinh rõ ràng đang biến Đông Nam Á thành một khu vực của riêng mình, mà ở đó, phép vua cũng phải thua lệ làng. Và sự im lặng của bầy sói đang khiến con sư tử lộng hành. Đáng chú ý là phản ứng của cộng đồng mạng Malaysia sau bài phát biểu của thủ tướng nước này. Tài khoản mang tên Sondi đã đăng tải bài viết "Kính gửi thủ tướng Malaysia. Đây là đoạn phim của chị gái tôi làm việc trong lĩnh vực dầu khí, và đây là vào năm 2021. Cô ấy quay đoạn phim này cho thấy tàu khu trục Type 052 đang thực hiện hoạt động đáng ngờ trong khi cô ấy đang làm công việc của mình. Tôi không biết liệu điều này có còn được gọi là mối đe dọa đối với bạn hay không." Xin lưu ý, tàu khu trục Type 052 của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và rất gần với giàn khoan dầu ngoài khơi Malaysia. Và đây là tàu chiến chứ không phải là tàu tuần tra điển hình của cảnh sát biển. Đây chính là bằng chứng rõ ràng về mối đe dọa từ Trung Quốc. Thế nhưng mà thưa quý vị, vấn đề là vì sao mà Malaysia lại bảo vệ Trung Quốc và sẵn sàng thỏa hiệp như vậy? Điều này thì phải nhìn lại từ năm 2015, khi mà họ tiếp quản vị trí chủ tịch Hiệp hội ASEAN và có trách nhiệm thúc đẩy một cộng đồng ASEAN mạnh hơn. Vai trò lãnh đạo của Malaysia đặc biệt quan trọng hơn vì thời gian đó chính là thời khắc chuyển mình hướng tới sự hội nhập. Đồng thời, Malaysia lại phải đảm nhận chức chủ tịch ASEAN giữa lúc các căng thẳng Biển Đông chưa được giải quyết. Cả khu vực và thế giới đều đặt sự kỳ vọng cao đối với vai trò của Malaysia trong năm 2015, khi nước này có quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, lập trường Malaysia trong vấn đề Biển Đông thì lại được thể hiện dưới một dạng là hai chân hai thuyền, tức là vừa duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Bắc Kinh, lại vừa đảm bảo tranh chấp không quá căng thẳng. Điều này có lẽ là không hề đáng ngạc nhiên khi từ vài năm qua, kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc là rất lớn, đã vượt quá con số 100 tỷ USD mỗi năm. Có thể nói, Trung Quốc chính là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia, và Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi miếng mồi lợi ích bị con mồi ngậm sâu trong miệng, thì cần thủ kéo cần là điều chắc chắn. Malaysia cũng như vậy, Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để khiến nước này hành động theo ý chí của mình, và tất nhiên là sẽ phải bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Mặc dù Malaysia cũng có mối quan hệ với Hoa Kỳ và cũng thể hiện tính linh hoạt trong việc giải quyết tranh chấp các nước láng giềng Thái Lan, Indonesia và Singapore, nhưng đó là giai đoạn đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN. Cả về sau, ràng buộc kinh tế chặt chẽ giữa Malaysia với Bắc Kinh càng chặt. Điều này dẫn đến những phát ngôn mà chúng ta vừa nghe ở đầu video. Trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, Malaysia có chủ trương sử dụng COC để đàm thảo với Trung Quốc, nhưng giải pháp này không khả thi. Vì Trung Quốc khăng khăng rằng việc tiến hành tuyên bố chung về hành vi ứng xử của các bên liên quan trong khu vực Đông Nam Á, DOC, cần phải tiến hành trước. Mặc dù một vài nhóm đàm phán đã được lập ra theo sau DOC và Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn ngân sách cho việc này, nhưng không một kế hoạch gây dựng lòng tin nào được thông qua. Việc ký kết COC dựa trên cơ sở đồng thuận làm cho ASEAN rất khó khăn trong việc đẩy nhanh những tham vấn về bộ quy tắc ứng xử COC nếu như mà Bắc Kinh không sẵn sàng. Trong bối cảnh này, nếu các thành viên của ASEAN duy trì sự thống nhất và chủ tịch hiện tại của ASEAN phải liên tục ép Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ của các cuộc đàm phán, khi đó thì mới hy vọng giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Những phát biểu của Thủ tướng Malaysia mà chúng ta vừa nói trên đã khiến các thành viên ASEAN cảm thấy rằng Malaysia đang được lợi trong mối quan hệ với Trung Quốc, mà họ lại đang phớt lờ những lo lắng của các thành viên trong khối. Malaysia mong muốn mở rộng liên kết thương mại với Trung Quốc. Kinh doanh thời báo hôm nay đưa tin, Malaysia quyết tâm mở rộng liên kết thương mại của đất nước bằng cách đảm bảo thực hiện thành công khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc ACFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Tổng thư ký Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Datuk Hairin Yahyakob cho biết các hiệp định thương mại tự do FTA là công cụ tạo ra thuận lợi cho các doanh nghiệp và đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động trơn tru trên toàn khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh những bất ổn toàn cầu hiện nay.
ACFTA là nền tảng của quan hệ kinh tế ASEAN-Trung Quốc và Malaysia đã cam kết nâng cao ACFTA để mà đảm bảo rằng hiệp định này vẫn toàn diện, phù hợp và có cùng lợi ích cho tất cả các thành viên. Ông Yaakov nói trong bài phát biểu quan trọng tại buổi ra mắt của Hội nghị Thượng đỉnh Malaysia-Trung Quốc 2024. Với tư cách là điều phối viên quốc gia cho ASEAN-Trung Quốc từ tháng 7 năm 2024 đến 2027, Malaysia sẽ đảm nhận vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc, đặc biệt là trong việc hỗ trợ các nỗ lực hướng tới kết thúc đàm phán nâng cấp ACFTA 3.0. Ông này cho biết, MITI cũng đang nỗ lực để hết sức định vị Malaysia là điểm đến đầu tư được yêu thích trên toàn cầu, được nhấn mạnh bởi quản trị và môi trường tốt, cũng như các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Để tăng cường hợp tác công nghiệp, ông Hairin Jari khẳng định cam kết của chính phủ trong việc tăng cường năng lực của các ngành công nghiệp, từ đó củng cố vai trò then chốt của Malaysia trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu. Để củng cố vị trí dẫn đầu của Malaysia và củng cố hệ sinh thái, Quy hoạch Tổng thể Công nghiệp mới NIMP 2030 đã đặt ra định hướng rõ ràng cho việc phát triển các ngành sản xuất chiến lược ở Malaysia, bao gồm cả ngành bán dẫn. Ông lưu ý rằng, NIMP 2030 vạch ra các chiến lược nhằm thu hút các công ty chế tạo tấm bán dẫn có khả năng cạnh tranh toàn cầu, thành lập các hoạt động địa phương tại Malaysia. Đồng thời, chính phủ vẫn chủ động khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác chiến lược với các ngành công nghiệp địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Ông nói, điều này bao gồm các sáng kiến như nghiên cứu và phát triển chung, trao đổi nhân tài, hợp tác trong các công nghệ mới nổi và triển khai các phương pháp sản xuất thông minh để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Yari cho biết, MITI dự kiến điều phối 58 chương trình thuộc trụ cột kinh tế, bao gồm cả MCS 2024. Ông nói thêm, những sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo điều kiện kết nối kinh doanh và khám phá những cơ hội mới để phát triển và hợp tác. Vâng, chúng ta thấy gì ở đây? Trung Quốc đã rất thành công trong việc thao túng và mua chuộc những quốc gia sẽ làm chủ tịch ASEAN từ nhiều năm trước, và đến thời điểm cần thì họ sẽ thành công trong việc bảo vệ lợi ích của mình. Chúng ta có thể thấy rất rõ những gì mà Trung Quốc đã làm với Lào khi biết rằng năm 2024, Lào sẽ là quốc gia tiếp theo làm chủ tịch ASEAN. Lào bây giờ ra sao? Đầu tiên, Trung Quốc đã sử dụng chiến lược cho vay và đầu tư để tăng cường ảnh hưởng và kiểm soát tại Lào, một quốc gia nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Các biện pháp này có thể bao gồm: một là cho vay với điều kiện nghiêm ngặt. Bắc Kinh cung cấp các khoản vay cho Lào để hỗ trợ các dự án phát triển, nhưng mà thường áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt như lãi suất cao và thời hạn trả nợ ngắn. Điều này làm cho nợ công của Lào tăng lên đáng kể. Thứ hai là đầu tư vào các dự án lớn. Trung Quốc thường đầu tư vào các dự án quan trọng tại Lào, như là hệ thống điện, đường sắt, cảng biển và cơ sở hạ tầng khác. Tuy nhiên, các dự án này thường được thực hiện bởi các công ty Trung Quốc và theo các điều kiện mà Lào không nhất thiết có lợi. Ba là gia tăng sự phụ thuộc. Bằng cách tăng cường sự phụ thuộc của Lào vào Trung Quốc thông qua các hợp đồng vay và đầu tư, Bắc Kinh có thể tạo ra một mối quan hệ đối tác không cân bằng. Trong đó, Lào phải dựa vào Trung Quốc cho vốn và kỹ thuật, tăng cường sự kiểm soát và ảnh hưởng của Trung Quốc. Bốn là chi phối cơ sở hạ tầng và tài nguyên. Bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên ở Lào, Bắc Kinh có thể tăng cường sự kiểm soát và ảnh hưởng của mình trong quốc gia này, cũng như đảm bảo quyền lợi kinh tế của mình trong khu vực. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi mà Lào làm chủ tịch ASEAN thì cũng sẽ lại bảo vệ lợi ích của Trung Quốc mà thôi. Chiến thuật mà Trung Quốc thực hiện không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn là lợi ích về quyền lực mềm và địa chính trị trong khu vực. Câu hỏi đặt ra là, nếu Malaysia bị Trung Quốc thao túng, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với cả khu vực Đông Nam Á và cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến như thế nào? Vâng thưa quý vị, xét về cân bằng quyền lực, nếu Malaysia, một quốc gia lớn và quan trọng trong khu vực, bị Trung Quốc thao túng, thì điều này có thể dẫn đến sự đe dọa đối với sự ổn định và an ninh trong khu vực, đặc biệt là đối với các quốc gia nhỏ hơn trong ASEAN. Malaysia là thành viên quan trọng của ASEAN và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự đoàn kết trong khu vực. Nếu họ bị thao túng, điều này có thể làm suy yếu ASEAN và gây ra sự chia rẽ ngày càng lớn hơn. Quan trọng hơn cả là Malaysia nằm giữa các tuyến hàng hải quan trọng và có nhiều lợi ích trong việc kiểm soát vùng biển và khai thác tài nguyên. Nếu Bắc Kinh thao túng Kuala Lumpur, họ có thể cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình trong vùng biển này, ảnh hưởng đến quyền lợi của các quốc gia khác trong khu vực. Về mặt quan hệ kinh tế và an ninh, thì Malaysia có mối quan hệ thương mại và an ninh với nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và các quốc gia châu Âu. Nếu họ bị thao túng bởi Trung Quốc, điều này có thể tạo ra một thách thức lớn cho các quan hệ này,
và gây ra sự căng thẳng đối với cộng đồng quốc tế. Chúng ta thấy rất rõ một vấn đề, Trung Quốc muốn thao túng một khối thì cần phải mua chuộc được người đứng đầu, và ASEAN không phải là trường hợp đặc thù. Từ trước năm 2015, Trung Quốc đã mua chuộc Malaysia và đến khi làm chủ tịch ASEAN ở những nhiệm kỳ tiếp theo, họ vẫn thể hiện mối quan hệ khăng khít đầy lệ thuộc vào Trung Quốc. Lào sẽ nắm giữ cương vị chủ tịch ASEAN trong năm nay và cũng đã ngập sâu trong bẫy nợ Bắc Kinh. Điều này đã nói rõ một âm mưu, Trung Quốc đang muốn thao túng toàn bộ ASEAN bằng miếng mồi lợi ích. Nếu Trung Quốc thao túng ASEAN thì họ có thể đạt được những lợi ích gì? Mục đích của Trung Quốc phía sau ASEAN. Như chúng ta đã biết, ASEAN hiện đang cố gắng duy trì sự đoàn kết trong việc đàm phán và đối thoại với Trung Quốc về các vấn đề vùng biển tranh chấp. Nhưng sự đoàn kết này có thể bị suy yếu nếu có sự thao túng từ bên ngoài. Trung Quốc có thể cố gắng chia rẽ và tạo ra sự không đồng nhất trong ASEAN để làm giảm áp lực từ các quốc gia khác đòi hỏi kiên quyết trong việc đối phó với Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc có thể sử dụng thao túng để thúc đẩy các quan điểm và lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán và quyết định của ASEAN. Điều này có thể giúp Trung Quốc đạt được một số mục tiêu chính trị và kinh tế trong khu vực mà không gặp phải sự đối đầu từ các quốc gia trong khối. Quan trọng hơn là có quyền kiểm soát vùng biển và tài nguyên màu mỡ của Đông Nam Á. Vì khối ASEAN đều bao gồm các quốc gia nằm ở vị trí chiến lược trong khu vực và họ đều tham gia vào ASEAN. Quan trọng hơn là khối này lại có ảnh hưởng lớn đến quyết định về vùng biển và tài nguyên. Do đó, Bắc Kinh mới tìm cách đẩy mạnh thao túng ASEAN. Điều này sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát hoặc là ảnh hưởng đến các quyết định trong lĩnh vực này, đặc biệt là liên quan đến tranh chấp nóng bỏng trên Biển Đông. Ở góc độ quốc tế, bằng cách thao túng ASEAN, Trung Quốc có thể tăng cường ảnh hưởng và uy tín của mình trên sân khấu quốc tế, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán về vấn đề khu vực và quốc tế. Điều này có thể giúp Bắc Kinh tăng cường vị thế và uy tín của mình trong cộng đồng quốc tế. Nếu ASEAN bị thao túng, các quốc gia khác như là Mỹ, Nhật, Ấn có thể gặp khó khăn trong việc tạo áp lực để đối phó với hành động ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh. Nhìn trên bàn cờ lớn, chúng ta sẽ thấy Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong bàn cờ địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ từ nhiều khía cạnh. Thứ nhất, Đông Nam Á nằm ở vị trí địa lý chiến lược, là nơi giao thoa giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và có vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hải và tài nguyên tự nhiên. Sự quan tâm của cả Trung Quốc và Mỹ, thậm chí là các cường quốc khác như là NATO hay là Nga đối với khu vực này là do tầm quan trọng chiến lược của nó. Thứ hai, Đông Nam Á là một trong những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới với nền kinh tế sôi động và tiềm năng tăng trưởng lớn. Cả Trung Quốc, Mỹ hay các cường quốc khác đều muốn tăng cường quan hệ kinh tế và đầu tư vào khu vực này để mà mở rộng thị trường và gia tăng ảnh hưởng. Thứ ba là Biển Đông, cũng là một trong những vấn đề căng thẳng lớn nhất giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn có sự ảnh hưởng trong giải quyết tranh chấp này và vị trí của Đông Nam Á quyết định đến sự ảnh hưởng của họ. Thứ tư, Trung Quốc và Mỹ đều muốn tăng cường hợp tác an ninh và quân sự với ASEAN để đối phó với các mối đe dọa an ninh cụ thể, bao gồm cả khủng hoảng dầu mỏ, buôn lậu hay là khủng bố. Vâng, vì thế, Đông Nam Á không chỉ là một bộ phận của bàn cờ địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, mà nó còn là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự ổn định và an ninh của khu vực và cả hai nước. Dựa vào những điều này, cho thấy các nước như là Nhật, Hàn, Úc, Ấn, Mỹ chắc chắn sẽ không thể chấp nhận việc Trung Quốc tạo được thế vững chắc và thống trị khu vực. Họ sẽ phải thiết lập một thế cân bằng trong khoảng thời gian chờ đợi Nhà Trắng đổi chủ. Do đó, mấy ngày nay, chúng ta thấy việc Úc thiết lập quan hệ đối tác với Việt Nam và cả các thành viên ASEAN. Và với Việt Nam, đó là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là một cấp cao nhất. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ chỉ trích những hành động này. Và thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ấn Độ cũng đã đưa ra một hành động của riêng mình sau bước đi của Úc. Điều này một lần nữa cũng đã tạo thêm trở ngại cho tham vọng bành trướng và bá chủ khu vực của Bắc Kinh. Ấn Độ đặt mục tiêu thách thức sự thống trị của ngành sản xuất chất bán dẫn. Ngày 4 tháng 3, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này chuẩn bị bước sang giai đoạn chuẩn bị sản xuất chất bán dẫn toàn cầu có tính cạnh tranh cao trong vòng 5 năm tới. Ấn Độ tận dụng khả năng thiết kế vượt trội của mình cùng với gói ưu đãi trị giá 10 tỷ USD để mà thu hút và tạo điều kiện cho các nhà sản xuất thành lập nhà máy và các đơn vị sản xuất tiên tiến. Động thái chiến lược nhằm thách thức vị thế độc quyền trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc của Ấn Độ. Xin lưu ý, Đài Loan vẫn chiếm vị thế đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này và họ cũng chống lại Trung Quốc. Bây giờ thì Ấn Độ sẽ tham gia vào sân chơi này. Đương nhiên, nó sẽ tạo ra thế cân bằng trong trường hợp Trung Quốc dùng thủ đoạn để thao túng ngành chip của Đài Loan hay là dùng Hàn Quốc là cửa sau nếu như họ bị cấm vận.
Trong 4 người chơi chính thì có 2 nước là Đài Loan và Ấn Độ chắc chắn không thỏa hiệp và sẽ chống Bắc Kinh tới cùng. Điều này đương nhiên là Trung Quốc sẽ ở thế bấp bênh hơn. Do đó, kẽ hở của Bắc Kinh đã lộ sườn. Nếu Trung Quốc bị cấm vận trong lĩnh vực này như những gì mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từng làm, thì đây sẽ là một chiếc dây cương kìm hãm tham vọng và tư tưởng bành trướng của Bắc Kinh. Khách quan mà nói, mọi thứ đang diễn ra trong khu vực và thế giới dường như chỉ là một nước cờ mang tính trì hoãn với mục đích tạo thế cân bằng, còn cú đánh quyết định và sự xoay chuyển của tình hình quốc tế phải xem ai là người lãnh đạo nước Mỹ và chính sách đối ngoại của vị Tổng thống đó. Vừa qua thì cả ông Biden lẫn ông Trump đều thắng cử sơ bộ rất là vang dội trong đảng của mình. Cuối năm nay, cuộc đối đầu của hai ứng cử viên rất có thể sẽ tiếp tục. Rất khó để đưa ra lời tiên đoán ở thời điểm này. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng, bầu cử là linh hồn của một thể chế. Nó thể hiện rõ đó là quốc gia dân chủ hay là chuyên chế. Hy vọng rằng, cuộc bầu cử 2024 ở Mỹ năm nay sẽ không làm cho những người yêu mến tự do và nền Cộng hòa chân chính phải thất vọng. Kính thưa quý vị, ASEAN từ trước tới nay đối với vấn đề Biển Đông luôn có hành động khá là dè dặt. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, họ đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố mà ở đó thông điệp được gửi đến Bắc Kinh bày tỏ sự cứng rắn nhất từ trước đến nay. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về đề tài này. Có một câu nói mà giới phân tích vẫn thường thảo luận với nhau rằng tham vọng Biển Đông và Biển Hoa Đông của Trung Quốc đơn thuần chỉ là che đậy nỗi ám ảnh từ lịch sử của nước này. Và chúng ta sẽ cùng lý giải dưới góc độ lịch sử để biết tại sao Biển Đông lại quan trọng với Trung Quốc đến như vậy. Tuyên bố của ASEAN về các tranh chấp ở bãi cạn Second Thomas. Hôm 1 tháng 1, các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng leo thang ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm cả biển Tây Philippines, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và theo đuổi một giải pháp giải quyết hòa bình các tranh chấp trong khu vực. Các quan chức ASEAN nhấn mạnh, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải khôi phục và tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, cũng như thực hiện tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Các bộ trưởng cũng đang thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, bao gồm sự tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không dùng đến đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Điểm nhấn quan trọng thứ nhất trong tuyên bố của các quan chức ASEAN lần này nằm ở chỗ trích dẫn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và nói rằng họ sẽ tuân theo các quy định trong Công ước. Theo như Công ước thì quy định về Việt Nam và quyền lợi chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có một số điểm quan trọng như sau. Thứ nhất, khoanh vùng đặc quyền kinh tế. UNCLOS xác định rằng mỗi quốc gia có quyền tận dụng tài nguyên tự nhiên trong một vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý từ bờ biển. Đối với Việt Nam, điều này có nghĩa là Việt Nam có quyền quản lý và khai thác tài nguyên ở một phần lớn Biển Đông. Thứ hai là quyền của quốc gia có dân cư đối với hòn đảo. Phần 13, UNCLOS cung cấp quy định riêng biệt về quyền và trách nhiệm của quốc gia có dân cư đối với hòn đảo. Điều này áp dụng cho các đảo ở Biển Đông mà Việt Nam có người ở. Thứ ba, vấn đề hòa giải và giải quyết tranh chấp. Phần 15, UNCLOS có quy định về hòa giải và giải quyết tranh chấp, cung cấp cơ sở pháp lý cho các biện pháp hòa giải và tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp về Biển Đông. Tất cả những điều này cho thấy Việt Nam có quyền lợi chủ quyền hoàn toàn hợp pháp ở Biển Đông dựa trên các quy định của UNCLOS, đặc biệt là về đặc quyền kinh tế và quyền của quốc gia có dân cư với các hòn đảo. Đây là nói riêng về phạm vi Việt Nam, nhưng Biển Đông cũng là vấn đề tranh chấp đối với nhiều quốc gia trong khu vực. Cho nên việc giải quyết tranh chấp tất nhiên cần có sự tham gia của nhiều bên. Chỉ riêng Trung Quốc, một cường quốc trong khu vực đã đơn phương tuyên bố 90% lãnh hải ở Biển Đông thuộc về mình. Điều này, nếu xét theo Công ước UNCLOS mà chúng ta vừa nói ở trên, thì hoàn toàn là trái với luật pháp quốc tế. Điểm nhấn thứ hai trong tuyên bố của các quan chức ASEAN là nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại hòa bình, góp phần mang tính xây dựng vào việc thúc đẩy ổn định và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hàng hải. Họ nói thêm, chúng tôi tái khẳng định sự thống nhất, đoàn kết và cam kết chung của chúng tôi trong việc duy trì và tăng cường hơn nữa sự ổn định trong lĩnh vực hàng hải nhằm mang lại hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực của chúng tôi. Vâng thưa quý vị, điều này cho thấy rằng ASEAN kiên quyết tuân theo luật pháp quốc tế đã quy định trong Công ước về Biển UNCLOS. Khối này cũng phủ nhận tuyên bố đơn phương của Trung Quốc
nên mọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đều là làm mất an ninh và ổn định của khu vực. Đồng thời Ngâm khẳng định với Trung Quốc rằng khối sẽ thống nhất, đoàn kết cùng nhau để chống lại bất kỳ tham vọng bành trướng hay là hành động gây hấn làm mất an ninh ổn định của khu vực. Quý vị thấy đấy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây khu vực này đưa ra một tuyên bố chung độc lập về tranh chấp Biển Đông. Mặc dù không trực tiếp chỉ trích Trung Quốc, một đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN, nhưng mà các nhà lãnh đạo ngoại giao khu vực vẫn nhấn mạnh cam kết duy trì sự ổn định trong khu vực hàng hải của chúng ta. Ngôn ngữ này bác bỏ bất kỳ ý kiến nào thường được Bắc Kinh tuyên bố rằng các tranh chấp trên biển chỉ là mối quan ngại song phương giữa các bên tranh chấp. Và hành động bành trướng của Trung Quốc là chống lại cả Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam cũng như là Đài Loan, vì các nước này đều đưa ra yêu sách tranh chấp đối với tuyến đường thủy này. Nói cách khác, tranh chấp ở Biển Đông khiến Trung Quốc phải đối mặt với một loạt các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong hành động cuối cùng với tư cách là chủ tịch sắp mãn nhiệm của ASEAN, Indonesia đã kêu gọi các bộ trưởng ngoại giao của khối tiến hành một động thái chưa từng có tiền lệ. Chỉ trong 3 tháng qua, Philippines và Trung Quốc đã có những cuộc chạm trán ngày càng nguy hiểm trên bãi cạn Second Thomas đang có tranh chấp gay gắt, nơi một đội thủy quân lục chiến nhỏ của Philippines đã đóng quân trong hơn 2 thập kỷ. Philippines khẳng định rằng thực thể đang tranh chấp nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này theo phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 tại The Hague, bác bỏ các yêu sách sâu rộng của Trung Quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Tuy nhiên thì Trung Quốc lại tuyên bố rằng họ sẽ xem xét các biện pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn kế hoạch của Manila để tân trang lại căn cứ quân sự trên thực tế ở bãi cạn Second Thomas trong năm nay. Điều này cho thấy Trung Quốc đang kích nóng xung đột ở Biển Đông khi ngang nhiên thực hiện hành động khiêu khích trong khu vực này. Tham vọng Biển Đông để che đậy nỗi sợ hãi từ lịch sử. Như chúng ta đã biết, trong lịch sử, Trung Quốc đã trải qua một số cuộc xâm lược bắt đầu từ Biển Đông. Đầu tiên là chiến tranh với Pháp 1884-1885. Cuộc chiến tranh bắt đầu do tranh chấp về ảnh hưởng và quyền lợi tại Đông Dương giữa các lực lượng Pháp và Trung Quốc. Việc kiểm soát địa bàn này đồng thời mang lại lợi ích chiến lược và kinh tế, đặc biệt là trong ngành cao su và mỏ than. Cuộc xâm lược của Pháp vào Đông Dương, nay là Việt Nam và miền Bắc Việt Nam ngày nay đã bắt đầu từ Biển Đông. Trong cuộc xung đột này, Hải quân Pháp tấn công và chiếm đóng nhiều đảo ở Biển Đông, bao gồm cuộc tấn công đảo Côn Đảo. Trong tháng 8 năm 1884, quân đội Pháp bắt đầu cuộc chiến tranh với việc đổ bộ lên bờ biển của Đông Dương. Các lực lượng Pháp dưới sự chỉ huy của Jules Ferry đã tiến hành một cuộc đổ bộ ở thành phố Đà Nẵng ngày nay, và sau đó tiến vào phía Bắc theo con đường đồng bằng sông Hồng. Khi này quân đội Pháp đã đối đầu với quân đội Trung Quốc và lực lượng của triều đình Nguyễn ở Việt Nam. Trong một số trận đánh quan trọng như trận Hưng Hóa, trận Sơn Tây và trận Bạch Đằng, lực lượng Pháp đã phải đối mặt với sự khó khăn và tổn thất lớn. Nhưng vào tháng 5 năm 1885, sau khi gặp nhiều khó khăn trong việc tiến vào Đông Dương, Pháp và Trung Quốc đã ký kết hiệp ước Thiên Xin, chấm dứt chiến tranh. Theo hiệp ước, Pháp được công nhận chủ quyền của mình ở Đông Dương và miền Bắc Việt Nam. Kết quả là cuộc chiến tranh này đã dẫn đến việc Pháp thiết lập niêm yết Đông Dương và miền Bắc Việt Nam, mở đầu cho quá trình chiếm đóng và quản lý các thuộc địa trong thời kỳ thuộc địa Pháp. Việc này làm mở đường cho việc kiểm soát và khai thác tài nguyên tự nhiên của vùng này bởi Pháp. Trung Quốc thì đã nhiều lần viện dẫn lịch sử rằng họ đã giúp đỡ Việt Nam trong rất nhiều cuộc chiến. Trên thực tế, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì chiến tranh với Pháp 1884-1885 đơn giản chỉ là một cuộc chiến ủy nhiệm vì tranh chấp về ảnh hưởng và quyền lợi tại Đông Dương giữa các lực lượng Pháp và Trung Quốc. Và Pháp muốn tấn công Trung Quốc thì buộc phải đánh vào vùng đệm an ninh của Trung Quốc là miền Bắc Việt Nam. Mà muốn đổ bộ được vào miền Bắc Việt Nam thì phải tràn vào các đảo và quần đảo ở Biển Đông trước. Do đó đến tận bây giờ, Trung Quốc luôn lo ngại rằng Việt Nam sẽ rơi vào vòng tay phương Tây và chống lại mình. Việt Nam không đủ mạnh để phòng thủ, do đó cách duy nhất là chiếm toàn bộ Biển Đông, tức tước quyền ra biển ở dọc bờ biển của Việt Nam để loại trừ hiểm họa. Cuộc chiến thứ hai, cuộc xâm lược của Nhật Bản 1937-1945. Nhật Bản xâm lược Trung Quốc vào những năm 1937-1945 trong thời kỳ chiến tranh Trung Nhật và chiến tranh thế giới thứ hai, được thực hiện thông qua một loạt các chiến dịch quân sự và chiến lược. Đáng chú ý là các cuộc xâm lược như trận Biển Hoa Đông năm 1937 và trận Biển Hoa Đông lớn 1944 đều bắt đầu từ Biển Đông. Đầu tiên, cuộc xâm lược bắt đầu với trận chiến ở Thượng Hải vào tháng 8 năm 1937. Mặc dù gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ, nhưng cuối cùng quân đội Nhật Bản đã đổ bộ tại Thượng Hải. Sau chiến thắng tại Thượng Hải, quân đội Nhật Bản tiếp tục tiến vào Nam Kinh. Trong chiến dịch này, Nhật Bản thực hiện một loạt tội ác chiến tranh được biết đến như là thảm sát Nam Kinh, khi hàng trăm nghìn người dân và binh sĩ Trung Quốc bị giết hại và tra tấn. Trong suốt thời gian chiến tranh Trung Nhật, Trung Quốc đã phải đối mặt với cuộc xâm lược liên tục của quân đội Nhật Bản, không chỉ tại các thành phố lớn như là Thượng Hải và Nam Kinh,
mà còn ở nhiều vùng khác nhau trên lãnh thổ. Sau đó, Nhật Bản thực hiện một chiến lược chiếm đóng rộng lớn hơn, bao gồm cuộc tấn công vào Quảng Đông, Quảng Tây và Bắc Kinh. Cuộc tấn công này được gọi là Biển Đông Lớn, một trong những sự kiện lớn cuối cùng của chiến tranh Trung Nhật. Nhìn chung, các cuộc chiến đều bắt đầu từ Biển Đông. Trải qua hai cuộc xâm lược và đổ bộ vào Trung Quốc, ám ảnh lịch sử đã khiến cho Bắc Kinh luôn lo lắng về việc các cuộc tấn công từ bên ngoài Trung Quốc sẽ bắt đầu từ biển, mà hải quân lại là điểm yếu cực kỳ lớn đối với Trung Quốc. Cho nên các nhà lãnh đạo Bắc Kinh lại càng cảm thấy bất an hơn. Chính vì thế mà họ một mặt đưa ra chính sách đường lưỡi bò và chính sách về biển Hoa Đông, sau đó tuyên bố chủ quyền và khẳng định mình sẽ bảo vệ chủ quyền tới cùng, một mặt thì gia tăng sức mạnh cho hải quân của nước mình. Hiện đại hóa lực lượng hải quân để vỗ về nỗi ám ảnh. Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh hải quân của mình thông qua một loạt các biện pháp và chiến lược quốc phòng. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào hiện đại hóa và xây dựng tàu chiến. Họ đã sản xuất và triển khai nhiều tàu khu trục, tàu tiếp viện và tàu ngầm hiện đại, bao gồm cả các tàu chiến đa nhiệm và tàu hộ tống. Bắc Kinh đã phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa hải quân mạnh mẽ, bao gồm cả tên lửa đối hạm, tên lửa đối không và tên lửa hành trình. Điều này nâng cao khả năng tấn công và phòng thủ của hải quân Trung Quốc. Bên cạnh đó, nước này đã xây dựng và triển khai các tàu sân bay, bao gồm tàu sân bay đầu tiên của họ là Liêu Ninh và tàu sân bay thứ hai là Sơn Đông. Những tàu sân bay này cung cấp khả năng hàng không và chiến đấu từ biển cho hải quân Trung Quốc. Không những thế, Bắc Kinh còn đẩy mạnh đầu tư vào việc phát triển tàu ngầm hiện đại, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân. Điều này nâng cao khả năng của hải quân Trung Quốc, giúp duy trì và tăng cường sức mạnh dưới biển. Sự đầu tư vào công nghệ và trang bị hiện đại là một yếu tố quan trọng. Bắc Kinh cũng đã tăng cường khả năng chống hạm và chống tên lửa, cũng như sở hữu các hệ thống thông tin và truyền thông tiên tiến. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc đã thiết lập chiến lược vững chắc ở Biển Đông, bao gồm xây dựng các đảo nhân tạo và các trang thiết bị quân sự trên các đảo tranh chấp. Họ cũng đã tăng cường năng lực hải quân để duy trì quyền lực và kiểm soát trong vùng này. Hôm 3 tháng 1, truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố những hình ảnh mới về tàu sân bay tiên tiến nhất của Trung Quốc là tàu Phúc Kiến CV-18. Phúc Kiến là tàu sân bay Catoba với 3 máy phóng điện từ Imers. Mỹ có 4 máy phóng. Tàu sân bay đang hoàn thiện việc lắp đặt và sẽ sớm bắt đầu chạy thử trên biển. Tàu sân bay Phúc Kiến sẽ vận hành một nhóm không quân gồm 40 máy bay chiến đấu, cùng với máy bay vận tải chạy bằng cánh quạt và máy bay cảnh báo cũng như là kiểm soát sớm trên không AEWNC. Lượng giãn nước của nó là từ 80.000 đến 100.000 tấn với chiều dài 300m, chiều rộng 73m và chạy bằng động cơ đẩy, tuabin hơi nước, 8 nồi hơi 40. Về mặt lý thuyết, Hải quân Trung Quốc đã trở thành một lực lượng ngày càng mạnh mẽ và hiện đại. Ấy thế nhưng điều đó chưa thể giúp các nhà lãnh đạo nước này gối cao đầu mà ngủ. Đó chính là việc họ vẫn phải đối mặt với một số điểm yếu và thách thức. Điển hình là họ vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế so với một số quân đội hải quân có lịch sử chiến đấu lâu dài. Mặc dù Trung Quốc có nhiều tàu chiến và tàu ngầm, một số chuyên gia quốc tế đã lên án chất lượng và hiệu suất của một số hệ thống hải quân Trung Quốc so với các đối thủ phương Tây. Quan trọng hơn, quy trình đào tạo cũng như là công nghệ tác chiến vẫn là điểm yếu chiến thuật của Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, tàu ngầm là một lĩnh vực mà Trung Quốc đang đầu tư nhiều, nhưng một số tàu ngầm của họ vẫn đang phải đối mặt với thách thức về độ tin cậy, độ ồn và khả năng tiếp cận tốt. Với những công nghệ hiện đại về việc phát hiện tàu ngầm như hiện nay, thì nhược điểm của tàu ngầm Trung Quốc trong việc ẩn mình trước radar lại chính là nguyên nhân khiến những tàu ngầm này bị biến thành mồi ngon, đặc biệt là trong trường hợp xung đột với một đối thủ có hệ thống phòng không và phòng tên lửa mạnh mẽ. Hải quân Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ và duy trì hiệu suất của các tàu chiến. Thêm vào đó là vì quy mô lớn và sự phức tạp của các hoạt động hải quân, quản lý và vận chuyển, hậu cần có thể là một thách thức, đặc biệt là trong các chiến dịch chiến tranh có quy mô lớn và kéo dài. Chưa kể đến là Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều tranh chấp chính trị và quốc tế liên quan đến chủ quyền Biển Đông. Điều này có thể tạo thêm áp lực và thách thức cho hải quân của họ. Tất cả những điểm yếu này không chỉ là thách thức cho hải quân Trung Quốc, mà còn tạo cơ hội cho các đối thủ để đối mặt và làm mất hiệu suất của họ trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tất cả những nỗ lực của Trung Quốc nhằm nuốt chửng Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như việc tăng cường sức mạnh hải quân của mình, mặc dù đưa họ trở thành một lực lượng có ảnh hưởng toàn cầu, nhưng mà nó cũng tạo ra lo ngại và căng thẳng đối với một số quốc gia lân cận và cộng đồng quốc tế. Nói thẳng ra thì quốc tế sẽ nhìn rõ hơn tham vọng bành trướng và mộng bá chủ toàn cầu của Bắc Kinh. Và đương nhiên là điều này sẽ kích hoạt một cuộc chiến tập thể, cộng đồng quốc tế sẽ chống lại Trung Quốc. Và đây chính là rủi ro chính trị lớn cho đế chế của ông Tập Cận Bình. Khách quan mà nói, không có mối đe dọa nào đối với Trung Quốc nếu họ biết tuân thủ luật lệ và hợp tác phát triển thay vì ôm mộng bá quyền. Nhưng mà nếu họ kích hoạt xung đột với các nước vùng lân cận bất chấp các quy tắc luật lệ mà quốc tế đã công nhận, thì nỗi ám ảnh về cơn ác mộng lịch sử sẽ trở thành hiện thực. Và tín hiệu của ASEAN chính là một lời nhắc nhở cho việc khối này sẽ đoàn kết và thống nhất để bảo vệ an ninh và thịnh vượng của khu vực. Kính thưa quý vị,
căng thẳng trên eo biển Đài Loan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Gần đây, Mỹ đã sử dụng bom dẫn đường AGM-154 để mà tăng cường sức mạnh hỏa lực cho các máy bay chiến đấu F-16 nâng cấp của Đài Loan. Rõ ràng sức mạnh không quân Đài Loan đã được tăng cường đáng kể. Bắc Kinh, vốn luôn nuôi tham vọng thống nhất hai bờ eo biển, sẽ buộc phải dè chừng hơn bao giờ hết. Và trong video ngày hôm nay, Lê Minh sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem vì sao không quân Đài Loan đang trở thành lực lượng chiến lược đóng một vai trò ngày càng lớn hơn trong việc bảo vệ bờ cõi của hòn đảo dân chủ này. Theo thông báo ngày 2 tháng 2 của Lầu Năm Góc, Mỹ đã trao cho Raytheon một hợp đồng trị giá 68,4 triệu USD để chế tạo 50 quả bom dẫn đường AGM-154 cho không quân Đài Loan. Đơn hàng dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm 2028. Đây được cho là một nâng cấp đáng kể cho máy bay F-16V của không quân Đài Loan nhằm tăng cường năng lực chiến đấu và củng cố khả năng phòng thủ trước Bắc Kinh. Đây cũng là hợp đồng chuyển giao vũ khí đầu tiên mà Lầu Năm Góc công bố kể từ khi ông Lại Thanh Đức đắc cử lãnh đạo Đài Loan. Hợp đồng này là một phần của thương vụ mua bán vũ khí được Washington phê duyệt vào hồi tháng 6 năm 2017 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài ra, Mỹ cũng đồng ý bán cho Đài Loan ngư lôi hạng nặng MK-48, tên lửa tốc độ cao chống bức xạ AGM-88B, cải tiến hiệu suất ngư lôi MK-46 và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK-41. Tên lửa không đối đất AGM-154 Block 3C là hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác tầm trung được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất từ bên ngoài phạm vi phòng thủ tên lửa. Chúng có thể phóng ở khoảng cách từ 22 đến 135 km, do đó làm tăng độ an toàn cho máy bay. Nó là loại vũ khí có thể sử dụng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, dùng để tiêu diệt các mục tiêu trong đất liền và trên biển. Loại vũ khí này có thể được phóng từ các máy bay chiến đấu FA-18, F-16, F-15 và F-35, cũng như là các máy bay ném bom tầm xa như B-1B, B-2A và B-52H. Tên lửa AGM-154 Block 3C dài 3,9m và nặng khoảng 453 kg, dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống dẫn đường quán tính, thiết bị đầu cuối sử dụng hướng dẫn hồng ngoại. Nó có thể mang đầu đạn cấp 2 gọi là Breech, do đầu đạn tăng cường WDU-44 và bom ở vị trí tiếp sau WDU-45 tổ hợp thành. Đầu đạn cấp 1 có thể xuyên thủng áo giáp, bê tông và các mục tiêu cứng dưới lòng đất, khiến đầu đạn cấp 2 phát nổ bên trong mục tiêu. Khi Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, việc tăng cường sức chiến đấu của lực lượng không quân Đài Loan là đặc biệt quan trọng. Đài Loan đang tận dụng các máy bay chiến đấu F-16 tiên tiến nhất của mình để tác động đến tình hình đối đầu quanh eo biển Đài Loan thông qua kế hoạch Phượng Hoàng Niết Bàn. Vâng, kế hoạch Phượng Hoàng Niết Bàn trị giá 4,5 tỷ USD bao gồm việc nâng cấp 139 chiếc F-16 phiên bản cũ lên phiên bản Block 70-72 Viper. Việc nâng cấp này sẽ khiến không quân Đài Loan thành một trong số ít các lực lượng không quân trên thế giới sở hữu những tiêm kích hiện đại và mạnh mẽ nhất. Tuổi thọ phục vụ của Viper nâng cấp đã tăng từ 8.000 lên 12.000 giờ bay. Đồng thời, các cảm biến và liên kết dữ liệu hiện đại cho phép nó chiến đấu bên cạnh các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-2 Raptor và F-35 Lightning II. Các cảm biến tiên tiến được sử dụng trong Viper bao gồm radar mảng quét điện tử chủ động ESA, nhóm nhắm mục tiêu bắn tỉa, phần mềm kết nối mạng Link 16 và điều hướng GPS chính xác. Viper cũng được cập nhật hệ thống vũ khí tiên tiến và thiết bị hạ cánh được gia cố. Ông Nathan Frog, giám đốc dự án nâng cấp M16 cho Đài Loan thuộc Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân Hoa Kỳ, cho biết việc nâng cấp bổ sung cho máy bay bao gồm một loạt cải tiến cấu trúc đối với cánh, thân và hệ thống hạ cánh, giúp tăng trọng lượng cất cánh và hạ cánh của máy bay. Thông tin này cho thấy F-16 sau khi nâng cấp không chỉ có tuổi thọ dài hơn mà còn có khả năng tăng tải trọng và tầm bắn. Bước tiếp theo của không quân Đài Loan là nhận 66 máy bay chiến đấu F-16 Block 70-72 Viper hoàn toàn mới để tiếp tục mở rộng phi đội chiến đấu của mình. Chương trình này tiêu tốn 8 tỷ USD nhưng tiến độ thực hiện giống như nhiều kế hoạch quốc phòng khác không theo kịp lịch trình đề ra. Việc nâng cấp phi đội F-16 của không quân Đài Loan không chỉ đơn giản là tăng cường số lượng và khả năng chiến đấu của máy bay, mà còn mang đến những thay đổi to lớn về năng lực tác chiến cho quân đội Đài Loan, bao gồm khả năng hợp tác tác chiến với Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực. Điểm mấu chốt của kế hoạch Phượng Hoàng Niết Bàn là mở rộng hệ thống vũ khí của F-16 và tiềm năng phát triển trong tương lai. Cổng kết nối dữ liệu mới cho phép máy bay liên kết với hệ thống quản lý thông tin chiến trường của quân đội Mỹ, biến Đài Loan thành một phần trong chiến lược đối đầu với Trung Quốc của Hoa Kỳ
và các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vậy thì phiên bản F-16 mới nhất mạnh mẽ đến mức nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần bắt đầu từ đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh luận về F-111 giữa kỹ sư Harry Hilliker của General Dynamics và phi công John Boyd nổi tiếng với tính khí nóng này. Cuộc tranh luận này đã dẫn đến việc thành lập một tổ chức bí mật được không quân gọi là Mafia Tiêm Kích, Fighter Mafia. Niềm tin cốt lõi của nhóm này là phi công không cần phải áp đảo đối thủ bằng tốc độ và trọng lượng. Kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nơi máy bay F-4 của Mỹ phải đối mặt với tiêm kích MiG linh hoạt của Liên Xô, đã khiến họ tin rằng thời đại chiến đấu tầm gần bằng pháo máy vẫn chưa kết thúc và không thể thay thế hoàn toàn bằng tấn công tầm xa bằng tên lửa không đối không. Họ tin rằng chìa khóa để giành chiến thắng trong một cuộc không chiến là duy trì lợi thế về năng lượng và khả năng cơ động. Đây chính là lý thuyết cơ động năng lượng của họ. Fighter Mafia tin rằng máy bay cỡ nhỏ sẽ có tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng và tỷ lệ nâng trên cản cao. Thiết kế ban đầu của F-16 cho thấy lực cản khi bay ngang chỉ bằng khoảng 1/3 so với F-4 và lực cản ở góc tấn công lớn chỉ bằng khoảng 1/15 so với F-4. Họ cũng so sánh đường cong chi phí của các mẫu máy bay trước đây và phát hiện ra rằng tốc độ tăng chi phí cho mỗi bao trọng lượng máy bay tăng tương tự như tốc độ tăng của tổng chi phí. F-16 cũng tuân theo quy luật này. Mặc dù chi phí của F-16 cao hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh khi mà so sánh ngang hàng, nhưng do trọng lượng nhẹ hơn, tổng chi phí của nó vẫn thấp hơn. Cuối cùng, không quân đã gửi lời mời cho General Dynamics và Northrop để xem xét hướng phát triển trong tương lai. General Dynamics kết luận rằng có thể sản xuất một tiêm kích có khả năng cơ động và bán kính hoạt động cao gấp 2 lần F-4, nhưng trọng lượng chỉ hơn một nửa so với F-4. Thế là dự án máy bay chiến đấu hạng nhẹ được chính thức khởi động vào tháng 1 năm 1972. Lầu Năm Góc đã chọn IF-16 của General Dynamics và IF-17 của Northrop từ 5 công ty để cạnh tranh. Chỉ 20 tháng sau, IF-16 ra mắt lần đầu tiên. Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào tháng 1 năm 1974 tại căn cứ không quân Edwards ở California. Trong suốt năm 1974, IF-16 và IF-17 đã trải qua một loạt thử nghiệm và thử nghiệm không chiến. Cuối cùng, IF-16 đã giành chiến thắng. Vào tháng 8 năm 1978, không quân Mỹ nhận được chiếc F-16 sản xuất đầu tiên. Vâng, đó là sự ra đời của F-16. Máy bay này có thiết kế khí động học lấy cảm hứng từ hình dạng cá mập với cánh tam giác ngắn và đuôi lớn. Đây là tiêm kích đầu tiên áp dụng thiết kế thân cánh hòa quyện, mang lại đặc tính nâng lực tuyệt vời ở góc tấn công lớn. Việc chú trọng vào góc tấn công lớn giúp cải thiện đáng kể khả năng cơ động của máy bay. Nhờ được trang bị động cơ tiên tiến nhất thời bấy giờ, bao gồm F-100 của Pratt & Whitney và F-110 của General Electric, F-16 có thể đạt tốc độ 2 Mach ở độ cao lớn và có tầm bay hơn 2.000 dặm. Vũ khí tiêu chuẩn của F-16 bao gồm pháo 20mm với 500 viên đạn. Các phiên bản Block 50 sau này có thể mang tới 22.000 pound vũ khí, thiết bị chống nhiễu điện tử, port cảm biến thùng nhiên liệu trên 11 điểm treo vũ khí. Trong 25 năm qua, khung thân cơ bản của F-16 đã được phát triển thành một loạt các phiên bản, phụ tùng nâng cấp và cấu hình khác nhau. Tập đoàn Lockheed Martin mua lại dây chuyền sản xuất từ General Dynamics vào năm 1992 và cho đến nay đã phát triển hơn 110 phiên bản F-16 khác nhau. Tất nhiên, không phải mọi đề xuất của Fighter Mafia đều được chấp nhận. Họ tin rằng máy bay chiến đấu không nên gánh nặng với các hệ thống điện tử hàng không hạng nặng như radar trên không, mà nên tập trung vào sự nhẹ nhàng và linh hoạt, chỉ cần pháo và tên lửa hồng ngoại tầm ngắn. Nhóm thiết kế của F-16 nhấn mạnh vào việc trang bị radar trên không và radar dẫn đường cho tên lửa không đối không tầm trung và tầm xa. Điều này khiến F-16 trở thành một nền tảng có khả năng tấn công không đối không ngoài tầm nhìn và vẫn hoạt động hiệu quả cho đến ngày nay. Tuy nhiên, ngay cả khi hầu hết các khái niệm được Fighter Mafia quảng bá đã lỗi thời vào thời điểm cuộc chiến giành máy bay chiến đấu hạng nhẹ bắt đầu, thì không thể bỏ qua tác động của lý thuyết điều động năng lượng đối với ngành hàng không quân sự. Một chiếc F-16 có giá chỉ hơn 6 triệu USD mỗi chiếc vào năm 1975, tương đương 36 triệu USD ngày nay. Mặc dù máy bay này không lập kỷ lục thế giới về tốc độ hay hiệu suất leo dốc như F-15, nhưng hiệu suất tổng thể của nó vẫn có thể vượt qua hầu hết mọi đối thủ mà nó có thể phải gặp. Đồng thời, giá thành của nó thấp đến mức đáng ngạc nhiên so với các máy bay chiến đấu hàng đầu. Khi F-15 xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 70, hiệu suất vượt trội của nó đi kèm với mức giá cạnh tranh không kém. Trong những ngày đầu, một chiếc F-15A có giá 28 triệu USD, tương đương với 227,5 triệu USD ngày nay, gần bằng giá của 3 chiếc F-35A ngày nay.
M16 cũng là tiêm kích đầu tiên được trang bị hệ thống điều khiển bay điện tử Fly-by-Wire. Hệ thống này giao nhiệm vụ điều khiển bay cho máy tính. Thay vì trực tiếp điều khiển máy bay, phi công sẽ nhập lệnh cho máy tính và máy tính sẽ thực hiện điều khiển máy bay. Công nghệ mang tính cách mạng này giúp chế tạo một loại tiêm kích có thiết kế khí động học không ổn định nhưng linh hoạt. Điều này trước đây là không thể nghĩ được. Nó có thể giảm năng lượng cần thiết cho bay động cơ. Kết quả là M16 trở thành một trong những tiêm kích đầu tiên có thể dễ dàng thực hiện cơ động 9G khi mang tải trọng đầy đủ. Nó ổn định như một máy bay chở khách khi bay ngang, và cho đến khi F-22 Raptor sử dụng động cơ vector lực đẩy xuất hiện vào năm 2005, nó gần như có thể vượt qua mọi tiêm kích trong kho vũ khí của Mỹ. Trong lịch sử không chiến, F-16 đạt kỷ lục 76-1, khiến nó trở thành máy bay chiến đấu vượt trội nhất trong thế hệ của nó. Trận thua gây tranh cãi duy nhất được cho là do hỏa lực từ giao hữu. Mặc dù được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ chiến đấu trên không, tốc độ, sự linh hoạt và tính đa dụng của F-16 đã nhanh chóng biến nó thành tiêm kích đa nhiệm thực thụ đầu tiên của Hoa Kỳ. Ngay từ khi bắt đầu phục vụ, F-16 đã thể hiện khả năng vượt trội trong các hoạt động tấn công. Cấu trúc và giao diện vũ khí cần thiết cho nhiệm vụ tấn công mặt đất đã được trang bị tiêu chuẩn cho F-16 từ năm 1981. Năm 1991, trong chiến dịch bão táp sa mạc, F-16 thực hiện nhiều nhiệm vụ nhất, phần lớn trong số đó là không kích. Trong cuộc tấn công vào lò phản ứng hạt nhân Tuvita ở phía nam Baghdad, thiếu tá Emmett Tullia, phi công người Mỹ thuộc phi đoàn tiêm kích số 401, đã điều khiển chiếc F-16 tránh liên tiếp 6 quả tên lửa đất đối không. Cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, mồi nhử hồng ngoại và nhiễu xạ gây nhiễu tên lửa phòng không đều không có tác dụng. F-16 thành công tránh được 6 đòn tấn công tên lửa chết người. F-16 kết hợp giữa hiệu suất cao và chi phí thấp, khiến nó trở thành xương sống của lực lượng không quân Hoa Kỳ và gần 30 quốc gia trên thế giới sở hữu nó. F-35, F-16 vẫn chính là xương sống của không quân Mỹ. Đến nay, tổng sản lượng của F-16 đã vượt quá 4.600 chiếc, và chiếc F-16 Viper mới nhất tiếp tục lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp. Phi đội F-16 lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, như chúng ta đã biết, đó chính là Đài Loan. Đến năm 2026, không quân nước này sẽ có hơn 200 chiếc F-16V Viper phiên bản mới nhất. Những chiếc Viper này có thể được tích hợp với việc triển khai của Hoa Kỳ tại Tây Thái Bình Dương thông qua hệ thống chỉ huy và điều khiển chiến trường. Các máy bay chiến đấu khác nhau thiết lập mối quan hệ hợp tác. Viper gia nhập lực lượng không quân Đài Loan tương đương với một vũ khí sắc bén nằm im lìm bên cạnh Trung Quốc, sẵn sàng tung một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Kính thưa quý vị, vào tháng 4 năm 2023, Quốc hội Mỹ đã tiến hành một trò chơi chiến tranh kín rất thú vị. Nó diễn ra ngay tại Quốc hội. Những người tham gia cũng là thành viên của Quốc hội. Trong trò chơi chiến tranh này, Trung tâm An ninh Mỹ mới CNAS đóng vai Trung Quốc chịu trách nhiệm tấn công. Trong khi đó, các thành viên Quốc hội đóng vai đội an ninh quốc gia Mỹ và chịu trách nhiệm ra quyết định chiến lược. Còn tướng về hưu Mike Holmes đảm nhiệm vai Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Trò chơi này mô phỏng một cuộc chiến tiềm tàng có thể diễn ra ở eo biển Đài Loan. Đây là câu chuyện quen thuộc trong nhiều năm gần đây khi mà áp lực của Trung Quốc đại lục với Đài Bắc đang ngày một gia tăng. Kịch bản khơi mào cuộc chiến là Trung Quốc liên tục đưa ra yêu sách về Đài Loan. Toàn là những điều kiện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đồng thời, quân đội của Trung Quốc vào vị trí sẵn sàng phát động chiến tranh và chuẩn bị hậu cần. Cuối cùng, Trung Quốc đã áp đặt một cuộc phong tỏa hoàn toàn đối với Đài Loan. Nếu thực sự một cuộc chiến như vậy nổ ra, chúng ta sẽ rút ra được những bài học gì? Quý vị hãy cùng Lê Minh phân tích rõ trong video hấp dẫn ngày hôm nay. Mỹ chắc chắn sẽ phải lên dây cót trong một cuộc chiến có thể xảy ra. Về mặt kinh tế, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã loại Trung Quốc ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, tương tự như những gì họ đã làm với Nga. Hoạt động vận tải trong khu vực bị đình trệ, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Dell, Apple, HP cùng các nhà sản xuất Mỹ khác đang hoạt động tại Trung Quốc. Tất cả đều bị chính phủ nước này tịch thu khi bắt đầu chiến tranh. Một trong những điều thú vị trong trò chơi chiến tranh này là các nhà lãnh đạo Mỹ không có cơ hội nói chuyện với các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước khi cuộc chiến bắt đầu. Trong trò chơi chiến tranh, các quan chức Mỹ chỉ có thể gửi tin tức đến Trung Quốc thông qua một số công ty lớn hoặc doanh nhân ở Mỹ. Sau khi chiến tranh bắt đầu, Trung Quốc đã phát động một số lượng lớn các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại Nhật Bản và Đài Loan. Hải quân và không quân Mỹ lập tức phản công. Quân đội Mỹ đã phải chịu hàng ngàn thương vong, trong khi Trung Quốc và Đài Loan thậm chí còn có thương vong lớn hơn rất nhiều.
Trò chơi chiến tranh này đã được thực hiện trong 3 giờ. Theo các kênh thông tin khác nhau, Mỹ đã đánh chìm tổng cộng hơn 80 tàu chiến của Trung Quốc. Hàng chục nghìn binh lính của Trung Quốc cũng hoàn thành việc đổ bộ lên Đài Loan. Dân biểu Raja Krishnamurti của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện cho biết Mỹ cuối cùng đã chiến thắng. Kịch bản chiến tranh ở eo biển Đài Loan, trong đó Mỹ Trung trực tiếp đối đầu đã không còn quá xa lạ với các nhà hoạch định chính sách. Lời đe dọa chiếm Đài Loan bằng vũ lực của Trung Quốc đã xuất hiện kể từ khi chính phủ và quân đội Quốc dân Đảng chạy sang Đài Loan vào năm 1949, sau khi thua trong cuộc nội chiến ở Đại Lục. Từ đó đến nay, Bắc Kinh vẫn tập trung lôi kéo hòn đảo và quỹ đạo của mình bằng chiêu dụ kinh tế và áp lực chính trị. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạch định chính sách Đài Loan hiện tin rằng khi Trung Quốc không còn hy vọng vào hiệu quả của các biện pháp kể trên và với việc các lực lượng vũ trang đang hiện đại hóa nhanh chóng, ông Tập Cận Bình có thể sẽ sớm lựa chọn chiến tranh vũ lực. Và nếu như cuộc chiến nổ ra thì Mỹ sẽ ở trong một thế rất khó. Bảo vệ đồng minh đồng nghĩa với việc gây chiến trực tiếp với Trung Quốc, nước có chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai thế giới chỉ sau chính Mỹ. Còn nếu khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị Trung Quốc nuốt chửng, mọi toan tính địa chính trị của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ phá sản. Game chiến tranh được tiến hành ở Quốc hội Mỹ lúc này cũng không đơn thuần là một trò chơi. Nó là kịch bản dữ liệu trong tương lai gần cho quân đội Mỹ. Vậy thì ý nghĩa và bài học rút ra từ game chiến tranh này là gì? Đầu tiên, nếu chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan, tác động kinh tế toàn cầu sẽ vô cùng to lớn. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải chuẩn bị tâm lý. Theo quan điểm của Trung Quốc, 90% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của nước này phụ thuộc vào vận tải đường biển. Tuy nhiên, đường ra biển của Trung Quốc gần như đã bị chặn hoàn toàn bởi chuỗi đảo thứ nhất. Ở trung tâm của chuỗi đảo thứ nhất chính là Đài Loan, với biển Đông ở phía Tây Nam và biển Hoa Đông ở phía Bắc. Nếu chiến tranh nổ ra, eo biển Đài Loan chắc chắn sẽ bị phong tỏa. Các tuyến đường thủy quốc tế khác cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hàng hóa từ Thiên Tân và Thượng Hải ở Trung Quốc phải qua các eo biển ở Byakko hoặc Amami của Nhật Bản để đến được Thái Bình Dương. Nếu có chiến tranh, con đường này sẽ bị cắt đứt. Không phải Mỹ, Nhật Bản hay Trung Quốc sẽ chủ động tấn công tàu dân sự, mà là tên lửa không có mắt. Những tai nạn này hoàn toàn có thể xảy ra. Ở Đài Loan đã từng có trường hợp tên lửa chống hạm Hùng Phong 3 bắn trúng tàu cá. Đối với tên lửa chống hạm radar chủ động, sau khi phóng nó đến vùng biển mục tiêu và bật radar để tìm kiếm, khi mục tiêu được tìm thấy, nó sẽ phát động cuộc tấn công cuối cùng. Đương nhiên, nó hoàn toàn không có khả năng xác định bạn hay thù. Các tên lửa tiên tiến hơn, chẳng hạn như ASM-158 thì có khả năng nhận dạng mục tiêu và thậm chí so khớp mục tiêu. Nhưng đối với hầu hết các tên lửa chống hạm cận âm, khả năng này không có. Khi tên lửa bay đến, nó không quan tâm bạn là tàu chở hàng của Trung Quốc hay tàu chở hàng của Mỹ. Vì vậy, cho dù Mỹ và Nhật Bản không chủ động phong tỏa các tuyến đường thủy quốc tế này, khách quan mà nói, các hãng tàu tư nhân này cũng không dám bén mảng đến các vùng biển này trong thời chiến. Hơn nữa, một khi chiến tranh nổ ra, theo suy luận trong trò chơi chiến tranh của Mỹ, Trung Quốc sẽ tấn công Nhật Bản và quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản trước tiên. Dưới tình huống như vậy, Nhật Bản và Mỹ nhất định sẽ phong tỏa các cửa biển của Trung Quốc, dẫn đến các tuyến thương mại nước ngoài của Trung Quốc sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Không chỉ vận tải biển của Trung Quốc bị ảnh hưởng, mà Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bất kể là Nhật Bản hay Hàn Quốc, một lượng lớn hàng hóa của họ đều đi qua eo biển Đài Loan, Biển Đông và eo biển Malacca để đến Trung Đông. Đừng nghĩ đến việc con đường này an toàn một khi chiến tranh nổ ra, nó chắc chắn sẽ bị cắt đứt. Tuy nhiên, so với Trung Quốc, hai quốc gia này ít bị ảnh hưởng hơn, vì họ có thể giao thương với các khu vực khác trên thế giới thông qua biển Nhật Bản hoặc các cảng khác ở Tây Thái Bình Dương, tránh xa các điểm nóng. Bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Trung Quốc và Đài Loan. Trên cơ sở toàn cầu hóa ngành sản xuất hiện nay, Trung Quốc và Đài Loan chiếm tỷ trọng thương mại lớn trong ngành sản xuất toàn cầu. Một khi xung đột xảy ra, toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ví dụ trong ô tô ngày nay, không có công ty nào sản xuất tất cả các bộ phận của ô tô. Mỗi bộ phận đều được mua từ một OEM, nhà sản xuất thiết bị gốc khác nhau, và dưới mỗi OEM sẽ có OEM riêng mua các bộ phận cần thiết. Vì vậy, từng lớp một, chuỗi cung ứng này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Việc không giao bất kỳ bộ phận nào trong số này đúng hạn có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao sản phẩm cuối cùng. Đây là lý do tại sao các nghị sĩ Mỹ lo ngại nhất là về các vấn đề kinh tế toàn cầu khi chiến tranh nổ ra. Mặc dù Mỹ ở rất xa Đài Loan, nhưng cuộc chiến sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến nước Mỹ. Bài học quan trọng thứ hai của trò chơi chiến tranh đó là nó khiến các nhà lập pháp Mỹ nhận ra là tầm quan trọng của kho vũ khí. Nghị sĩ Johnson,
Người tham gia trò chơi chiến tranh cho biết cảm giác thật khủng khiếp khi sử dụng hết số tên lửa tầm xa. Trên thực tế, ngay từ đầu năm nay, thì Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ tiến hành diễn tập chiến tranh. Họ đã nhấn mạnh rằng kho tên lửa chống hạm của Mỹ không đủ để hỗ trợ toàn bộ cuộc chiến eo biển Đài Loan, đặc biệt là tên lửa chống hạm tầm xa LRASM. Chúng ta có thể thấy từ cuộc chiến tranh Ukraine rằng một khi cuộc chiến đi vào bế tắc, nhu cầu về đạn dược là vô cùng lớn. Đặc biệt, Đài Loan được bao quanh bởi các vùng biển và nhu cầu về tên lửa chống hạm là lớn nhất. Lockheed Martin là tập đoàn sản xuất hơn 500 tên lửa AHM-158C và LRASM mỗi năm. Đầu tháng 4, tập đoàn này đã thông báo việc mở rộng năng lực sản xuất và nâng công suất sản xuất hai loại tên lửa này lên 1.000 chiếc mỗi năm. Lockheed Martin cũng sẽ tăng công suất sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng Hippocampus tháng 5 10.000 lên 12.000 hoặc 14.000 hệ thống. Có thể thấy Mỹ đã bắt đầu tăng năng lực sản xuất đạn dược để giải quyết vấn đề lưu trữ đạn dược. Còn đối với Đài Loan, nếu xung đột xảy ra, nguồn cung vũ khí của họ cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Ngày 7 tháng 4 năm 2023, Lầu Năm Góc công bố hợp đồng trị giá 1,17 tỷ USD bán 400 tên lửa chống hạm Harpoon cho Đài Loan. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2020, Đài Loan và Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua bán 800 tên lửa chống hạm Harpoon. 400 chiếc lần này chỉ là lô đầu tiên. Ngoài việc mua tên lửa Harpoon, Đài Loan và Mỹ cũng đang đẩy mạnh hợp tác và lên kế hoạch sản xuất đạn dược tại Đài Loan. Một phái đoàn gồm khoảng 25 nhà thầu quốc phòng Mỹ đến thăm Đài Loan vào đầu tháng 5 năm 2023 do cựu tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ Rudell dẫn đầu. Phái đoàn sẽ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí với Đài Loan, ưu tiên tập trung vào máy bay không người lái và đạn dược. Trên thực tế, kể từ năm 2017, Mỹ đã cử các phái đoàn quốc phòng đến Đài Loan. Học viện Khoa học Tôn Trung Sơn của Đài Loan hay tập đoàn Hanxiang cũng đang thực hiện nhiều dự án quốc phòng khác nhau và có ít nhiều hợp tác với các công ty Mỹ. Rupert Hammond Chambers, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Mỹ-Đài cho biết, các vấn đề rộng hơn trong hợp tác quốc phòng Mỹ-Đài Loan hiện nay đang được thảo luận bao gồm tốc độ chuyển giao vũ khí đã mua, sản xuất chung, nghiên cứu và phát triển vũ khí tương lai, v.v. Tất nhiên, đến một thời điểm nhất định, vũ khí và thiết bị Mỹ được cấp phép có thể sản xuất ngay trên đảo Đài Loan. Nếu như vậy, đây sẽ là một bước tiến lớn trong việc cung cấp vũ khí cho Đài Bắc. Một khi vũ khí Mỹ được sản xuất dây chuyền lớn ngay tại Đài Loan, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải dè chừng trước nguồn đạn dược dồi dào mà quân đội Đài Loan có được. Điều đó có lẽ còn tồi tệ hơn việc Mỹ gia tăng bán vũ khí cho Đài Loan. Bản thân Đài Loan là một quốc đảo, một mặt mang lại lợi thế đặc thù cho quốc phòng khi không dễ tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ qua eo biển. Bản thân Đài Loan là một quốc đảo, một mặt mang lại lợi thế đặc thù cho họ khi không dễ tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ qua eo biển Đài Loan. Nhưng mặt khác, nó cũng mang đến một vấn đề lớn đối với nguồn cung cấp viện trợ. Đài Loan không thể giống như Ukraine, quốc gia dựa vào các tuyến đường trên bộ để nhận viện trợ quân sự ổn định trong chiến tranh. So với viện trợ trên bộ, viện trợ trên biển phức tạp và gian nan hơn, dễ bị cắt đứt hơn trong bối cảnh Đài Loan bị Trung Quốc phong tỏa. Một vấn đề nghiêm trọng khác là tiến độ giao vũ khí chậm chạp của Mỹ cho Đài Loan. Kể từ năm 2017, chính phủ Mỹ đã phê duyệt việc bán số vũ khí trị giá hơn 20 tỷ đô cho Đài Bắc. Vì vậy, quá trình giao hàng đã bị đình trệ bởi vấn đề thiếu nguồn cung và nhu cầu của một số loại khí tài gia tăng do cuộc xung đột Ukraine. Các nhà lập pháp Mỹ đã nhiều lần lên tiếng về việc thúc đẩy chuyển giao vũ khí cho Đài Bắc, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép. Hiện tại, Mỹ vẫn cần cung cấp khoảng 19 tỷ đô vũ khí nữa cho Đài Loan. 60% trong số đó là các hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu F-16. Bài học thứ 3 mà trò chơi chiến tranh của Quốc hội Mỹ đưa ra chính là cách tốt nhất để ngăn chặn chiến tranh là răn đe. Xâm lược Đài Loan không những khó thành công mà còn phải trả giá vô cùng đắt. Nếu Trung Quốc hiểu được điều đó thì họ phải rút lui và từ bỏ tấn công Đài Loan. Đây gọi là sự răn đe chiến lược. Răn đe chiến lược thực ra hàm chứa hai ý nghĩa. Đầu tiên là giúp Đài Loan nâng cao tối đa khả năng phòng thủ của mình, bao gồm chuyển giao cho Đài Loan càng sớm càng tốt các loại vũ khí mua từ Mỹ như máy bay chiến đấu F-16, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, hệ thống phòng không, tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger và hơn thế nữa. Nó cũng bao gồm hợp tác quân sự nhiều hơn với Đài Loan, chẳng hạn như thiết lập một dây chuyền sản xuất vũ khí ở Đài Loan. Và cấp độ thứ hai của sự răn đe không phải ở Đài Loan mà ở chính Mỹ. Đó chính là việc phát triển vũ khí công nghệ cao của Mỹ và mở rộng khoảng cách công nghệ giữa vũ khí tiên tiến của Mỹ và vũ khí của Trung Quốc. Chẳng hạn như phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 NSAD
máy bay ném bom tàng hình B-21, vũ khí siêu vật âm tiên tiến hơn và nhiều loại vũ khí tên lửa phòng không khác nhau có khả năng đánh chặn vũ khí siêu thanh. Vài năm qua, những dự án này của Mỹ đang được thúc đẩy nhanh chóng. Có một sự thật là khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ càng lớn, Trung Quốc càng ít dám tấn công Đài Loan. Năm 2027 là một cột mốc vô cùng nhạy cảm. Đó được coi là thời điểm có thể xảy ra một cuộc tấn công của Trung Quốc. Bởi đây là mốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Các tướng lĩnh Trung Quốc có lẽ rất mong muốn việc chiếm được Đài Loan trở thành món quà mừng công dâng lên cho lãnh đạo Tập Cận Bình. Từ giờ đến lúc đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra, kể cả những kịch bản mà trò chơi chiến tranh mô phỏng cũng có thể thay đổi hoàn toàn. Liệu Mỹ hay Trung Quốc sẽ là bên chiến thắng? Bên nào sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn? Thế giới sẽ đi về đâu với sự tàn phá về kinh tế còn lớn hơn chiến tranh Ukraine? Tất cả những câu hỏi đó có lẽ còn chờ Hạ Hồi phân giải. Cuộc hành trình của chúng ta đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật thêm nhiều thông tin hấp dẫn từ tri thức mới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình mới.